kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 2 tháng 7 năm 2022, giá lúa đi ngang. Hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa chững lại sau phiên điều chỉnh tăng. Thị trường lúa hè thu ít biến động, giá lúa bình ổn, thương lái đi mua lai rai. Với mặt hàng phụ phẩm, tiếp tục hút hàng với mức giá cao, nhu cầu cá mép dầu sôi động. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau: tại An Giang, nếp vỏ tươi Long An 5.800 đến 6.100 đồng, nếp An Giang 5.600 đến 5.800 đồng, OM 380 5.500 đến 5.600 đồng, IR 50404 giá 5.500 đến 5.700, nàng hoa chính 6.300 đến 6.500 đồng, đài thơm 8 là 6.000 đến 6.200, OM 5451 5.900 đến 6.100, OM 18 giá 6.000 đến 6.200 đồng, lúa khô IR 50404 6.300 đến 6.500, lúa khô OM 5451 6.500 đến 6.800, nếp An Giang khô 7.500 đến 7.600, nếp Long An khô 7.600. Tại Sóc Trăng, đài thơm 8 6.000 cho đến 6.200, OM 5451 5.800 đến 6.000 đồng, IR 50404 là 5.400 đến 5.700, VNR 20 5.600 đến 5.800, OM 4900 5.800 đến 6.000 đồng, OM 18 5.700 đến 5.900, lúa tài nguyên 6.900 đến 7.000 đồng, RVT là 7.000 đến 7.200, lúa ST 24 ST 25 8.300 đến 8.400. Tại Cần Thơ, IR 50404 giá 5.400 đến 5.700, OM 5451 giá 5.800 đến 6.000 đồng, OM 18 giá 5.700 đến 5.900, đài tôm 8 6.000 đến 6.200, lúa jasmine là 7.100 đến 7.300. Tại Đồng Tháp, OM 380 giá 5.500 đến 5.600, OM 18 giá 5.800 đến 6.000 đồng, đài thơm 8 5.900 đến 6.100, OM 5451 giá 5.800 đến 6.000 đồng, IR 50404 giá 5.500 đến 5.700, nếp vỏ tươi Long An 5.700 đến 5.900. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR 50404 5.500 đến 5.700, OM 380 5.600 đến 5.800, OM 18 5.800 đến 6.000 đồng, đài thơm 8 5.900 đến 6.200, OM 5451 giá 5.800 đến 6.000, jasmine 7.100 đến 7.300, nàng hoa là 6.000 đến 6.100, VNR 20 5.600 đến 5.800, lúa DS1 6.400 đến 6.600, nếp tươi Long An 5.700 đến 6.000 đồng, lúa Nhật là 6.500 đến 6.700, lúa khô IR 50404 6.200 đến 6.500, lúa khô OM 5451 6.500 đến 6.800, lúa khô OM 18 đài thơm 8 là 7.000 đến 7.400. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An 5.800 đến 6.100, IR 50404 giá 5.500 đến 5.700, đài thơm 8 là 5.900 đến 6.200, OM 5451 giá 5.800 đến 6.000 đồng, OM 18 giá 5.800 đến 6.000 đồng, ST 24 từ 8.300 cho đến 8.400. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây và có thể bình luận trực tiếp vào kênh để trao đổi thông tin. Xin kính chào.